Chào mừng các em học sinh đến với giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 2. Thầy rất vui khi mỗi tuần trôi qua là được đồng hành cùng các em trong giờ học trực tuyến. Thầy chúc các em cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc các em có giờ học đạt hiệu quả cao. Các em thân mến, để trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Trai Trại Vui Vẻ. Các em thân mến, để các em ghi nhớ và củng cố lại những kiến thức đã học, đồng thời tìm hiểu và khám phá thêm những nội dung mới mẻ. Trong giờ học ngày hôm nay, thầy giáo chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung tiết học số 29, ôn bài đọc nhạc số 4 và nghe nhạc vũ khúc đàn gà con. Các em thân mến, qua bài học ngày hôm nay, các em cũng cần đạt được một số yêu cầu như các em biết đọc nhạc bài đọc nhạc số 4, biết đọc kết hợp vận động cơ thể bài đọc nhạc số 4 và đọc nhạc kết hợp với vỗ tay theo tiết tấu. Các em biết lắng nghe và thể hiện vận động cơ thể theo tính chất vui tươi, sinh động của hình tượng những chú gà con tinh nghịch trong tác phẩm Vũ khúc đàn gà con. Bước đầu biết cảm nhận tính chất âm nhạc và tưởng tượng ra hình ảnh những chú gà đáng yêu thông qua giai điệu và tiết tấu của tác phẩm. Các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Thông qua bài học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học, yêu mến thiên nhiên, yêu mến các loài vật. Và để đạt hiệu quả trong giờ học thì các em cũng cần chuẩn bị một số đồ dùng như các em chuẩn bị tập bài hát và thanh phách. Sau đây, để bước vào nội dung thứ nhất là chúng ta ôn lại bài đọc nhạc số 4. Thầy mời các em cùng đọc nhạc kết hợp với vận động theo nhịp bài đọc nhạc số 4.
Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em đọc nhạc bài đọc nhạc số 4 kết hợp với vỗ tay theo tiết tấu. Để vỗ tay theo tiết tấu bài này, thầy mời các em cùng tập vỗ tay theo từng câu. Sau đây, các em sẽ nghe tiết tấu câu số 1. Tiết tấu câu số 2. Và tiết tấu câu số 3 giống câu số 1. Tiết tấu câu 4 giống câu số 2. Sau đây các em sẽ nghe thầy giáo đọc mẫu. Đô, rê, mi. Mi, 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 fa, son. La, son, fa. Mi, mi, rê, rê, đô. Tiếp theo đến với nội dung ngày hôm nay, để mời các em cùng khám phá nội dung nghe nhạc vũ khúc đàn gà con. Các em thân mến, tác giả Mussorgsky là nhạc sĩ nổi tiếng người Nga và các em có thể quan sát lên màn hình đất nước Nga rất là rộng lớn. Bản nhạc vũ khúc đàn gà con được trích trong tác phẩm Những bức tranh trong phòng triển lãm. Tác phẩm được ra đời khi ông đến xem phòng triển lãm của một người bạn tên là Herman. Bản nhạc vũ khúc đàn gà con là bức tranh thứ 5 được dựa trên phác thảo của Herman về những bộ quần áo cho các chú gà con trong vở ballet. Nhạc thể hiện tính chất vui tươi, nhí nhảnh, gợi lên hình ảnh những chú gà con đáng yêu, tinh nghịch. Các em thân mến, vừa rồi các em đã được nghe bản nhạc vũ khúc đàn gà con. Các em ở nhà có thể lên mạng tìm hiểu thêm về đất nước Nga tươi đẹp và trả lời các câu hỏi. Câu 1. Em đã bao giờ nhìn thấy một đàn gà con nở từ vỏ trứng ra chưa? Và nó chuyển động như thế nào? Câu hỏi số 2. Em có thể nghe thấy âm nhạc trong tiếng gà con kêu chíp chíp không? Những chú gà con trong đoạn nhạc đang cố chuyển động thoát khỏi vỏ trứng như thế nào? Và câu 3. Em thấy nhịp điệu của bản nhạc vũ khúc đàn gà con nhanh hay chậm? Các em ở nhà hãy tìm hiểu các nội dung này nhé! Các em thân mến, như vậy là ngày hôm nay, thầy trò chúng mình vừa tìm hiểu xong tiết học số 29, ôn bài đọc nhạc số 4 và nghe nhạc vũ khúc đàn gà con. Thì hy vọng qua tiết học này, các em có những trải nghiệm thú vị về môn âm nhạc. Các em ở nhà tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, tích cực tập luyện các bài hát, bài đọc nhạc và biểu diễn cho các thành viên trong gia đình cùng xem. Thầy chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau. Xin chào các em.